Đến đũa nó còn có đôi, sao tôi cứ mãi lẻ loi một mình. Anh có một cái điều, anh đã thầm lòng lâu lắm rồi mà không dám hỏi. Anh không thể biến mùa hạ thành đông, nhưng anh có thể biến em thành một quy cơ. Anh thì đẳng cấp chuyên ngành là phi công, nhưng mà đến bây giờ thì muốn em là minor. Thuộc đi để lại muôn lá vàng, em đi để lại hơn cả ngàn quá đơn. Yêu em như là nuôi heo vàng, biết đến khi nào cuộc đời anh khá hơn. Em ơi dường như đông đã tàn, em cho anh hỏi giờ nàng ăn cơm chưa. Ngoài trời vẫn còn đang đổ mưa, anh lại muốn hỏi ăn cơm chưa hả nàng. Thắc mắc em hỏi là vì sao, nhìn mặt em ngao ngáo anh lại muốn làm thơ. Xin em chứ có vội làm ngơ, cho anh xin được hỏi bao giờ em ăn cơm. Em có yêu bản thân của mình không, nếu có thì em hãy mau ăn đi nha. Ngoài cơm em có biết điều gì không, anh chỉ là vợ chính thứ hai của em nè. Thế giới này có thể của người khác, nhưng mà anh chính chủ từ giờ là của em. Nếu như khoảng cách là 1000 bát cơm, anh chỉ ăn một bát, phần còn lại là để em. Cơm là một đồng, em ăn cơm chưa, giờ nữa mà sao không chịu ăn đi. Cơm là một đồng, em ăn cơm chưa, tăng 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 tăng. Em ăn cơm chưa, em mời em ăn cơm chưa, em mời em ăn cơm chưa, em mời em ăn cơm chưa, em ơi. Và bài nhạc thì chỉ mang tính chất giải trí, cấm trẻ em dưới 18 tuổi nghe bài này vì có những ngôn từ 18 cộng. Anh đây ga lăng bánh bao và lịch sự, thích bồ đà cổ đáo và phan gơ. Chuyện giường chiếu nếu sử dụng chiến thuật thì anh đỉnh cả thầy Bắc Hang Sơ. Cứ yên tâm hãy nằm hưởng thụ đi, thể lực anh như là Phạm Hồng Duy. Thời hiện đại cùng tình cảm xước mướt, yêu thương nắm tay ta chỉ là tình đồng chí. Và đến với nhau không cần phải suy nghĩ, vì hiện tại đã qua tuổi ly tù. Bàn tay anh 17 năm gồng gánh, giờ đã kiệt sức xuống tóc và đi tu. Tu đi để lại muốn lá vàng, đó là chân đi bàn thằng bạn anh nó nói. Anh đi để lại này đứa con, diễn theo kịch bản vì muốn này có đâu. Trăng lên đỉnh núi là trăng ngờ, nàng ơi cho hỏi bao giờ nàng ăn cơm. Thơm thơm má đỏ em hồng hồng, gậy tay nó nhỏ gò bồng em căng hơn. Hôm kia Việt Nam đã thắng Lào, nàng ơi anh hỏi khi nào nàng ăn cơm. Anh lại thơm thơm má đỏ em hồng hồng, gậy tay nói nhỏ rồi gò bồng lại căng hơn. Cơm nào mà không, em ăn cơm chưa, giờ nào mà sao.